Vâng, xin kính chào quý cô chú anh chị. Rất là vui gặp lại quý cô chú anh chị trong video ngày hôm nay ha. Lại là tôi Định Đốc đây. Và hôm nay thì Định đang có mặt tại phường Hồ Nai quý cô chú anh chị nhé. Vị trí mà Định đang đứng đây, quý anh chị mình đi ra di chuyển ra cái tuyến đường Nguyễn Ái Quốc chỉ 150m, một vị trí rất là đẹp. Và cái con đường mà Định đang đứng đây là con đường mà anh chị mình có thể chạy xe thoải mái nhá, xe hơi mình có thể chạy di chuyển thoải mái ha. Và hôm nay Định sẽ mang đến cho quý cô chú anh chị một căn nhà rất là đẹp, có cái bề ngang của mình lên tới 9m và chiều dài của mình là 26m. Và căn nhà này được thiết kế là một trệt một lầu theo cái dạng biệt thự quý cô chú anh chị nhé, rất đẹp. Và Định xin mời quý cô chú anh chị mình cùng Định vào bên trong để khám phá căn nhà ha. Thì đây chính là cái cổng của căn nhà của mình, cổng sắt quý cô chú anh chị, cổng sắt làm rất là chắc chắn và kiên cố ha. Thì ngoài đây là mình có cái đồng hồ điện nè, rồi có chuông gọi cửa cho mình nhá. Đó, Định xin mời quý cô chú anh chị vào tiếp không gian bên trong này. Ở trên cái cổng của mình thì có đèn quý cô chú anh chị ha. Và khi mà mình vào cái không gian bên trong này á, thì quý cô chú anh chị mình có thể thấy ở đây thì gia chủ có gắn vòi nước cho quý cô chú anh chị hết nha. Rồi có đồng hồ nước ở đây ha. Và hiện tại thì đối với lại cái sân này á, thì mình có thể đậu được 4 đến 5 chiếc xe hơi. Và mình đậu xe máy ngoài này thoải mái luôn. Đó, gia chủ có làm cái máy cho quý cô chú anh chị mình để xe ngoài đây ha. Có ổ điện, công tắc điện ở đây. Bên đây thì gia chủ có trồng cho anh chị một cái cây lộc vừng ở đây này. Đó, cây lộc vừng ha. Nhà này thì mới xây quý cô chú anh chị nhá. Nhà này mới. Đây, để xin mời quý cô chú anh chị mình vào tiếp không gian bên trong này nhá. Thì ở đây là gia chủ có đặt cho mình hai cái cây cột rất lớn ở đây. Cột này gia chủ sơn giả đá luôn quý cô chú anh chị. Nhìn rất là sạch sẽ, rất là đẹp đúng không ạ? Ở đây thì ngoài cái hè của mình ở đây này, ngoài cái hè của mình thì từ cái sân của mình vô đây thì mình được gia chủ dạch lên 3 cấp. Đó, mình có một cái đèn ở khu vực ngoài hè này rất lớn. Và đây là không gian của từ ngoài hè đi vào phòng khách của mình thì gia chủ có dạch lên 1 cấp vừa phải thôi quý cô chú anh chị, không quá cao ha. Rồi, cửa của mình á là cửa 4 cánh, cửa nhôm sinh pha quý cô chú anh chị nhá. Cửa 4 cánh, cửa rất là rộng lớn đúng không ạ? Và đằng sau cái lớp cửa của mình á thì gia chủ có làm cho anh chị một cái lớp rèm ở đây ha. Tiếp theo thì xin kính mời quý cô chú anh chị mình vào tiếp không gian bên trong này nhé. Thì ở khu vực trong này á thì được thấy cái phòng khách của mình rất là rộng rãi và thoáng. Đó, rất là rộng rãi quý cô chú anh chị ạ. Tại vì cái căn nhà của mình á bề ngang lên tới 9m và chiều dài là 26m cho nên rất là rộng rãi ha. Thì đối với là khu vực phòng, đây là phòng khách của mình, quý cô chú anh chị mình có thể thấy là phòng khách của mình chạy dài vô tới bên trong này luôn. Đó, rồi ở đây thì gia chủ có đặt cho anh chị một cái bộ bàn ghế gỗ ở đây. Ở trên trần chỗ này thì gia chủ cũng đi trần trệt cấp này, có cái quạt tích hợp đèn cho quý cô chú anh chị nhá. Đó, rất là sang trọng đúng không ạ? Và vô bên trong này thì ở bên trên này thì gia chủ cũng đi trần trệt cấp, rồi có đèn đèn led cho quý cô chú anh chị hết nhá. Đây là có tủ kệ tivi, bàn thờ của mình ở bên này. Và tiếp theo thì xin kính mời quý cô chú anh chị mình ra tiếp không gian đằng sau này nhá. Đằng sau này thì mình có khu vực bếp rồi bàn ăn ở dưới này quý cô chú anh chị ha. Đó, gia chủ có đặt một cái bàn ăn ở đây. Bếp này, bếp của mình ở đây nhá. Bếp của mình ở đây thì ngay cái vị trí mà mình nấu á thì gia chủ có làm một cái cửa sổ ra đằng sau. Tại vì căn nhà của mình á là mình có 2 mặt tiền trước sau quý cô chú anh chị nhá, cho nên rất là thoáng. Và quý cô chú anh chị có thể thấy này, đằng sau gió nó thổi vào rất là mát ha. Ngay cái bếp của mình mà mình có một cái cửa sổ như thế này thì nó sẽ rất là thoáng. Có máy lọc nước cho quý cô chú anh chị này. Tủ lạnh của mình ở đây ha. Bên này thì gia chủ để những cái tủ chén bát ở bên này. Rất là. Và ra không gian đằng sau này, Định xin kính mời quý cô chú anh chị mình ra tiếp cái không gian đằng sau này nhá. Như lúc nãy Định có nói, căn nhà của mình có 2 mặt tiền á, cho nên cái căn nhà của mình nó sẽ rất là thoáng và mát ha. Định xin kính mời quý cô chú anh chị mình vào tiếp cái không gian ở bên trong này nhá. Ở bên trong này thì mình có một phòng ngủ quý cô chú anh chị. Một phòng ngủ bên này ha, phòng ngủ rất lớn nè. Quý cô chú anh chị có thể thấy phòng ngủ mình rất lớn ha. Cũng có cửa sổ ra đằng sau cho quý cô chú anh chị nhá. Cửa sổ bằng nhôm sinh pha. Rồi trong phòng này thì có máy lạnh, rồi trần giật cấp cho quý cô chú anh chị đầy đủ hết rồi ha.
Bên này thì mình có một nhà vệ sinh rất là lớn ở trong này. Nhà vệ sinh này thì có phòng tắm đứng cho quý cô chú anh chị luôn. Đó, cái tất cả các thiết bị vệ sinh đầy đủ hết nhá. Lavabo thì được gia chủ đặt bên này, rất là thuận tiện đúng không ạ? Rồi, định xin mời quý cô chú anh chị mình ra tiếp không gian ở đây. Thì ngoài đây mình cũng có một nhà vệ sinh ở dưới này nữa quý cô chú anh chị. Đó, ở bên không gian bên dưới này thì mình có hai nhà vệ sinh ở dưới này ha. Đó, cũng có phòng tắm kính cho quý cô chú anh chị luôn. Và bên này thì mình có một phòng ngủ nữa quý cô chú anh chị nha. Đối với này không gian bên dưới này thì mình có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha. Và bên này thì mình có một cái khu vực gia chủ đang đặt là máy giặt ở đây. Có tủ đựng đồ cho quý cô chú anh chị ở đây thì mình gọi là một cái kho nhỏ nhỏ ở dưới này ha. Và nãy giờ thì quý cô chú anh chị đã cùng Định đi tham quan ở phía dưới rồi. Định xin kính mời quý cô chú anh chị mình lên trên lầu nhé. Quý cô chú anh chị có thể thấy này, cầu thang của mình tay vịn gỗ, kính cường lực và toàn bộ cầu thang của mình được ốp đá hoa cương nhé. Còn cái bắt đi lên cầu thang của mình đây này, thì quý cô chú anh chị có thể thấy là gia chủ ốp gạch gạch men từ cầu thang lên tới trên này thì rất là cao ha, rất là sạch sẽ. Trong quá trình mình sử dụng cũng như nhà mình có con nhỏ thì đi lên cầu thang nó sẽ không bị bám bẩn những cái vách tường của mình. Ở đây thì có đèn cầu thang này. Ở ngay bên cầu thang của mình thì gia chủ cũng làm cho anh chị một cái cửa sổ ở đây, cửa nhôm sinh pha, kính cường lực để nó lấy ánh sáng cho cái khu vực cầu thang của mình cũng như là lấy gió vào bên trong căn nhà của mình, rất là tốt đúng đúng quý cô chú anh chị. Và lên khu vực trên lầu này thì mình sẽ có gì, Định xin mời quý cô chú anh chị mình cùng Định đi xem và khám phá nhé. Ở đây thì Định thấy là mình có một cái nhà vệ sinh rất lớn ở trên này quý cô chú anh chị, và tất cả nhà vệ sinh của mình là đều có phòng tắm bằng kính hết quý cô chú anh chị nhé. Và gạch của nhà vệ sinh của mình được ốp từ sàn lên tới trần này. Còn ở bên dưới sàn của nhà tắm thì gia chủ đi gạch chống trơn cho quý cô chú anh chị hết nhé. Đó, và cửa của mình là cửa nhôm sinh pha, kính mờ ha. Và xuống dưới này thì ở đây là mình có một phòng ngủ quý cô chú anh chị nhé. Một phòng ngủ. Rồi, ở đây là mình cũng có một nhà vệ sinh, có cửa sổ cho quý cô chú anh chị hết này. Và những phòng ngủ ở trên này thì hiện tại đang có người nghỉ trưa quý cô chú anh chị ạ. Cho nên Định không tiện quay kỹ hơn những cái phòng ngủ cho quý cô chú anh chị nhé. Phòng ngủ ở trên này thì cũng như những cái phòng ngủ ở bên dưới thôi quý cô chú anh chị. Và mình có một cái cửa đi ra cái ban công này trước đây quý cô chú anh chị. Khu vực ban công ở đây thì Định thấy rất là rộng này. Gia chủ có đặt một cái máy giặt ở đây này. Đó, có máy lọc nước cho quý cô chú anh chị luôn này. Đó, quý cô chú anh chị có thể thấy này. Đối với này khu vực ban công ở đây á thì mình có thể đặt một cái bàn ở đây, hoặc là có những cái buổi tiệc gia đình của mình á thì mình có thể quây quần ở đây, đặt những cái bàn mình quây quần ở đây sẽ vào những cái buổi tối á, rất là mát mẻ. Hoặc là mình có thể ngồi đây uống trà cũng được, tại vì cái mái ở trên á thì gia chủ đã làm mái che cho quý cô chú anh chị hết rồi ha. Có đèn này. Đó, nhìn rất là đẹp. Vâng, và vừa rồi thì quý cô chú anh chị đã cùng Định đi tham quan và khám phá một vòng căn nhà này rồi. Định xin nhắc lại những cái thông tin chi tiết để quý cô chú anh chị mình hiểu và nắm rõ hơn nhé. Thì căn nhà này tọa lạc tại phường Hồ Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Vị trí của căn nhà này chỉ cách cái tuyến đường Nguyễn Ái Quốc, một tuyến đường chính và cực kỳ huyết mạch, cũng như là quý cô chú anh chị mình có thể giao thương, giao thông tất cả mọi phía anh chị nhé. Thì căn nhà này cách cái tuyến đường Nguyễn Ái Quốc là chỉ trong vòng 150m. Và xe hơi của mình thì chạy thoải mái vào tới nhà. Sân của mình á là mình có thể đậu được 4-5 chiếc xe hơi và thêm vài chiếc xe máy thoải mái quý cô chú anh chị nha. Sân của mình rất là rộng rãi. Và căn nhà này của mình á là có bề ngang là 9m và chiều dài là lên tới 26m, có hai mặt tiền quý cô chú anh chị. Đó, và căn nhà của mình thì có sân, đậu xe hơi, rồi phòng khách, phòng bếp và có 6 phòng ngủ, 4 nhà vệ sinh quý cô chú anh chị nha. Nhìn rất là sang trọng hiện đại. Căn nhà này thì được mới được gia chủ xây đây thôi. Hiện tại thì căn nhà này á, gia chủ đang muốn bán với cái mức giá là 8,5 tỷ. Và còn thương lượng, quý cô chú anh chị nào cần hỗ trợ thông tin chi tiết của căn nhà này thì liên hệ với Định nhé. Nhà của mình là có sổ hồng riêng, full thổ cư và nhà đã hoàn công rồi quý cô chú anh chị. Quý anh chị nào muốn đi xem thực tế căn nhà này thì hãy liên hệ với Định. Tại vì trong video á, Định quay thì Định sẽ không thể nào quay hết được tất cả mọi ngóc ngách. Quý anh chị mình sẽ không thấy được cái vẻ đẹp thực tế của căn nhà này. Cho nên mình hãy đi xem một lần để mình biết rõ hơn về căn nhà này nhé. Căn nhà này thì Định thấy rất là đẹp. Và Định có nhận review hỗ trợ mua bán ký gửi cũng như là hỗ trợ làm thủ tục giấy tờ nhà đất.
ở thành phố Biên Hòa. Quý cô chú anh chị nào cần hỗ trợ thì liên hệ với Đức nhé. Quý cô chú anh chị xem video hãy dành tặng cho Đức một like, cũng như là nhớ nhấn vào nút đăng ký kênh để liên tục nhận được những video, những mẫu nhà đẹp hơn trong thời gian sắp tới nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở trong những video tiếp theo.